bây giờ con không còn là vợ của anh Hạnh nữa. Con soạn đồ để đi thiệt đó hả con? Tha lỗi cho anh được không Hoàng Anh? Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Hả? Tới giờ rồi đi con. Cái gì? Tại sao ly dị thì phải một người ở với người này, một đứa ở với người kia chứ? Ồ, Minh, Mẫn đâu rồi em? Chắc là nó trốn học rồi con. Tụi em tìm Mẫn giúp cô á. Ông là anh ruột của Mẫn mà. Mẫn là bạn thân của tôi nữa. Bởi vậy tôi sẽ đi tìm Mẫn. Dạ, em đi tìm Mẫn coi. Dạ. Hai đứa, chạy đây bắt Mẫn lại giùm cô. Nhanh lên. Má. Nóng xem tập 195 Gia đình là số 1, phát sóng vào lúc 19:50 ngày 25 tháng 12 năm 2017 trên kênh HTV7.